Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, để chuẩn bị cho đêm thắp nến cầu nguyện cho sự kiện toàn lãnh thổ và yểm trợ cho nạn nhân bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 9 sắp tới. Vào tối thứ năm, 1 tháng 9 2016, tại Trung tâm Công giáo thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ và Liên đoàn Công giáo miền Tây Nam Hoa Kỳ đã mở cuộc họp báo với sự tham gia của các đại diện hội đoàn, đoàn thể. Sau nghi thức chào và khai mạc, giáo sư Nguyễn Thanh Dầu, đại diện Hội đồng Liên tôn đã ngỏ lời với buổi họp. Hội đồng Liên tôn nghĩ rằng đây là trách nhiệm chung của mọi người chúng ta, dù chúng ta ở bên quê nhà hay là chúng ta ở hải ngoại, nhất là đồng bào quê nhà, trước cái sự kềm kẹp, sự đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, mà đồng bào của chúng ta đã can đảm đứng lên, cả mấy chục ngàn giáo dân ở tại miền Trung, cũng như là các chiến sĩ tranh đấu tự do tại Sài Gòn cũng như khắp miền Nam của chúng ta đã anh dũng đứng lên. Do đó chúng ta không thể khoanh tay ngồi nhìn thờ ơ trước cái thảm họa đó. Kế đến là lời kêu gọi của linh mục Mark Hải Hoàn, chủ tịch Liên đoàn Công giáo miền Tây Nam Hoa Kỳ. Xin kêu gọi cái sự công tác của tất cả quý vị của chúng ta cùng với nhau tổ chức một cái buổi thắp nến cầu nguyện cho quê hương đất nước của chúng ta vào cái ngày 16 tháng 9 sắp tới. Và trong phần đóng góp ý kiến, giáo sư Đỗ Anh Tài đã đề nghị tìm địa điểm lớn hơn Trung tâm Công giáo để có thể chứa đủ người tham dự. Ở Việt Nam, chính là cái khối Công giáo ở Vinh đã 33.000 đã xuống đường được để mà lấy ý kiến. Vậy mà bây giờ chúng ta ở đây cả cái Liên đoàn Công giáo Tây Nam Hoa Kỳ, và bây giờ chúng ta chỉ dự trù làm cái cuộc này chỉ trong khoảng thưa thân như anh trong ban tổ chức vừa nói khoảng như vậy, tôi dự trù chắc là ban tổ chức chắc muốn là làm cái một ngày khoảng trên dưới 1.000 người, chắc trên dưới 1.000 người để đáp ứng cái chuyện đó có được không? Giáo sư Nguyễn Thanh Dầu, đại diện Hội đồng Liên tôn cho biết về việc tổ chức sẽ linh động thay đổi nếu đông người. Mình tùy thuộc vào phiên họp ngày hôm nay. Nếu chúng ta thấy rằng cái khả năng mà đồng hương của chúng ta, giáo dân của chúng ta đông hơn quá cái sức chứa chỗ này, chúng ta có thể tìm một chỗ khác, vì chúng ta còn tới 2 tuần nữa. Nhưng mà bây giờ bữa đó anh em cũng có đặt ra thế này, cái căn bản là đi chứ nếu mà chúng ta đưa ra một cái chỗ thật là rộng nhưng mà nó leo qua, nó không có ấm lòng mặt cái đây, mình đã đi hơn 1.000 người mà nó đầy nghẽn hết, thì cái hình ảnh này nó sẽ gây cái tác dụng hay hơn. Và ký giả Thanh Phong, Nhật báo Viễn Đông đồng ý với giáo sư Đỗ Anh Tài. Chúng ta không chỉ là những giáo dân ở trong cái miền Tây Nam Hoa Kỳ, mà trong này có Hội đồng Liên tôn, tức là có Hòa thượng Thích Minh Nguyên, có Cao Đài, có Tin Lành, có Phật giáo Hòa Hảo. Như vậy là có tất cả các cái tôn giáo khác tham gia, chứ không phải chỉ có giáo dân không. Thì tôi nghĩ rằng là cái số người, nếu như cha Mai Khải Hoàn mà với lại cha Trần Văn Kiểm mà có cái kêu gọi tất cả các giáo xứ đều tham gia cái cuộc này thì tôi nghĩ rất đông, chỗ này không thể chứa được. Và ý kiến của ký giả Thanh Huy, Nhật báo Việt báo. Tôi nghĩ là cái này mình làm rất là quy mô, mà trong cái phiên họp này thì không biết Hội đồng Liên tôn có liên lạc với các hội đoàn đoàn thể, nhất là các hội đoàn tập thể chiến sĩ, như hội chiến sĩ, các hội đoàn quân nhân, rồi các cái hội đồng hương có liên lạc hay không, mà hình như tôi không thấy ở trong cái phiên họp này là những cái đơn vị đó. Kính thưa quý khán thính giả, buổi họp báo sau đó còn nhiều ý kiến đóng góp về nơi tổ chức, thành phần nhân sự, sự hợp tác của các đoàn thể, đảng phái. Và sau khi đóng góp ý kiến, mọi người đã đồng ý tổ chức đêm thắp nến tại Trung tâm Công giáo vào tối thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016. Và qua phóng sự này, ban tổ chức đã mời tất cả đồng hương hãy cố gắng tham dự để yểm trợ một phần nào tinh thần lẫn vật chất cho đồng bào chúng ta ở quê nhà đã chịu nhiều bất công áp bức từ đời sống cho tới môi trường bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.